chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Mình là Quyên Lê. Hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê sẽ khám phá tại Hồ Tràm. Và Quyên Lê sẽ đưa Phước Sửu đi tới một cái gọi là khu tổ hợp resort không? Đúng rồi, bây giờ Quyên Lê sẽ dẫn Phước Sửu đi một cái khu tổ hợp resort ngay tại Hồ Tràm nha cả nhà. Ở đâu vậy Quyên Lê? Bây giờ mời Phước Sửu hãy đi cùng. Dạ, mình phải là khám phá căn phòng ngay luôn liền nha. Let's go, xin mời. Xin mời cả nhà ha. À, Phước Sửu ơi, thì hôm nay muốn mời Phước Sửu xem một cái căn condo theo trực diện biển của Holiday Hồ Tràm ha. Là một cái khách sạn cực kỳ tổ hợp resort giải trí cực kỳ nổi tiếng tại Hồ Tràm đó Quy Lê ạ. Đúng rồi, và cái tổ hợp này là lên đến 165 hecta ha anh Sửu. Chính xác, là một cái tổ hợp và theo cung đường ven biển của Hồ Tràm và kết nối tất cả những cái tiện ích xung quanh của huyện Xuyên Mộc luôn. Đúng rồi cả nhà ha. Thì ở trong tổ hợp Holiday tức là tổ hợp Hồ Tràm này á thì sẽ có gọi là căn hộ Holiday nha. Yeah, rồi bây giờ là mình sẽ khám phá cái view của căn hộ này ở Holiday ha. Rồi mình cùng mở vết màn bí mật này nha. 1, 2, 3, yeah. Wow, một cái tầm view cực kỳ đẹp Quy Lê ạ. Phía bên tay phải của Quy Lê và Phước Sửu là một cái biển Hồ Tràm phải không? Đúng rồi, đây là biển Hồ Tràm nha cả nhà ơi. Và như video, như camera thì cả nhà cũng thấy đó là cái căn hộ view biển. Và kế bên đó là chúng ta sẽ thấy đó là rừng nguyên sinh Phước Bửu nha cả nhà ơi. Chà, một cái rừng nguyên sinh Phước Bửu đa màu sắc, đa nhiều loại cây phong Quy Lê, và đặc biệt là con đường này nè, con đường dọc theo bờ biển nó ôm trọn một cánh rừng nguyên sinh và một bên là biển, một bên là rừng, cực kỳ thoáng mát, một cái gam màu xanh gọi là không giới hạn tại Hồ Tràm Quy Lê ạ. Mà đúng rồi anh Sửu, và anh Sửu có biết không, ở bên cái căn hộ này và cái tổ hợp này thì được đánh giá là tiêu chuẩn 5 sao quốc tế luôn anh Sửu ha. Wow, căn hộ quốc tế 5 sao. Thì cho Phước Sửu hỏi tí xíu Quy Lê ạ. Tại đây thì mình được sử dụng những cái dịch vụ như thế nào về Quy Lê? À, tại đây thì anh Sửu là sẽ có một cái tổ hợp, ví dụ như là anh Sửu có thể là sử dụng sân gốp này. Ở đây yeah, có cả sân gốp luôn. Sân gốp bao nhiêu lỗ nha? Sân gốp 36 lỗ. Yeah, vậy à. Theo tiêu chuẩn quốc tế anh Sửu. Dạ yeah, Quyên Lê, quá tuyệt vời luôn. Tại đây thì Quyên Lê và Phước Sửu được trải nghiệm một cái sân golf theo quốc tế. Đúng rồi, theo tiêu chuẩn quốc tế luôn cả nhà. Và ngoài bên sân golf thì chúng ta có cinema này, rồi có hồ bơi này, rồi có tất cả các nhà hàng này, từ Á này, Âu này. Nghe đâu là lên đến 39 nhà hàng trong tổ hợp của Grand Trip Hồ Tràm này luôn. Bởi vì cái tổ hợp này rất là lớn, 164 hecta, thì tất cả các nhà hàng rồi từ là Âu Á và các tiện ích cho trẻ em và người lớn đều có luôn đấy. Trong một cái căn phòng này gồm là 2 giường và mình có thể là bố trí được cho 2 người lớn và có thể là 2 trẻ em cũng Quy Lê. Đúng rồi, ở bên căn hộ nghỉ dưỡng này á, thì sẽ có giường diện tích từ 39 đến hơn 100 m2. Yeah. Và bên chủ đầu tư thì sẽ bàn giao rất là đầy đủ các nội thất anh ạ. Từ giường này, rồi từ bàn ghế này, rồi từ sofa này, và có cả tủ, và nói chung là thậm chí có cả bàn chạy đánh răng luôn. Yeah. Từ những cái chi tiết nhỏ. Đúng rồi, là một cái tổ hợp Grand Trip, là một khách sạn 5 sao. Nên nó là ở đây khá nhiều được du khách tập trong và ngoài nước và lui tới luôn. Đúng rồi anh. Và ở đây thì Holiday Inn thì chắc chắn là những cái khách nước ngoài á thì đa số là đều biết thương mình rồi. Dạ, thì tại đây á, như Phước Sửu và Quy Lê khi tối là check in có nhiều cái quán bar rất là chill luôn. Đúng rồi anh. Tại đây thì mình có thể dùng những cái ly cocktail đa màu sắc. Mình có thể nghe những bản nhạc nước ngoài du dương, hoặc là mình có thể là sexy and lady. Yeah. Anh Sửu có biết là Quyên rất là thích bơi, và cái hồ bơi ở đây nó rất là lớn, và đặc biệt nó tràn bờ nữa. Yeah. Và thấy được chìm nghiệm nữa, nên cảm thấy rất là chill. Tuyệt vời. Yeah. Và chưa nói là ở đây á, là mình có những cái món ăn cực kỳ ngon của Quyên Lê. Đúng rồi. Và đầu bếp ở đây thì cũng thuộc tiền trưởng nè. Đúng rồi. Thì khi mà quý anh chị mà sở hữu những cái kỳ nghỉ tại nơi đây
thì quý anh chị có thể kết hợp check-in trên những cái rừng nguyên sinh Phước Bửu, đi vào ngắm toàn bộ những cái bãi biển rất là đẹp tại Hồ Tràm, ăn những thức ăn ngon, hải sản cực kỳ tươi sống. Đúng rồi anh, và thực tế là có nhiều anh chị là rất đang quan tâm về giá của bộ đêm ở đây. Anh biết sao đồng hành ở đây là Bird Fusion. Chính xác, nghe đâu là có một cái tập đoàn rất là lớn của nước ngoài và chuyên về những vận hành những cái kỳ nghỉ và những cái khách sạn resort lớn 5 sao trên toàn thế giới. Đúng rồi anh, và anh có thắc mắc là cái đêm một cái nghỉ dưỡng ở đây là khoảng bao nhiêu không? Rất là thắc mắc luôn, bởi vì một căn phòng cực kỳ very happy đối với Phước Sửu. Thì Quyên Lê có thể bật mí cho cả nhà biết được cái mức giá từ khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu hay không? Với cái tiêu chuẩn 5 sao này á, thì nếu mà ngày thường nó là cũng phải từ 3 triệu đến 5 triệu. Tất nhiên là sẽ bao gồm mà ăn sáng cho hai người và kèm theo một bộ bơi, miễn phí tất cả những cái tiện ích. Chính xác anh, mình có thể là sử dụng miễn phí tất cả hơn 39 cái tiện ích ở đây. Đó là một cái đặc biệt. Đến tổng quy mô của dự án này là lên đến là 164 hectare, là quá tuyệt vời luôn. Một cái đáng là để nghỉ dưỡng tại nơi đây vào những dịp cuối tuần, và nhất giống như là đợt này là ngày hè, vâng, là một nơi gọi là lưu trú cực kỳ ý nghĩa, bởi vì khi mà trải nghiệm ở đây thì cực kỳ chill luôn, có tất cả những thứ bao gồm biển, bao gồm rừng, thức ăn và những trò chơi tại đây. Với thêm là cứ lâu lâu á, bên Quyên thì cũng muốn nghỉ dưỡng thì sẽ cần những cái tổ hợp như vậy đầy đủ, không cần phải đi ra ngoài nữa. Rồi, thì nói đến rất là tiện nghi. Nói đến Fusion thì nói đến về cái vấn đề gọi là chăm sóc khách hàng và thái độ ân cần của những cái bạn tiếp viên, không? Thì Quyên Lê có cảm nhận như thế nào khi đánh giá những cái sao cho các bạn? Thực tế mà nói là Quyên đi rất là nhiều nơi rồi, và khi mà đến Holiday Inn thì cảm giác mình rất là ở đây rất là chuyên nghiệp. Và cái phần dịch vụ của nó rất là gọi là pro anh Sửu. Bởi vì sao? Bởi vì bên này là có dịch vụ vận chở khách từ Sài Gòn mà về Hồ Tràm luôn. Miễn phí không? Chính xác, mọi dịch vụ đều là miễn phí hết. Đó, chưa tính là đôi lúc là gia đình Quyên cũng nhiều người ấy, thì cái lượng người thì như vậy là đôi lúc là mình đi xe dịch vụ mình chủ động được. Đúng rồi, nó rất và ok. Và mình thoải mái trên những chiếc xe của Grand Jeep thì mình đúng có rồi. Thể tha hồ có những dùng bữa nước và cái ghế ngồi rất thoải mái luôn. Đúng rồi anh. Xe rất là tiện nghi và rất là mới. Và thêm là cái dịch vụ ở đây là không có gì mà phải chê hết trơn á. Phước Sửu rất là thích là những cái đoàn người gọi là golfer, họ đánh golf từ cái sân golf ở trên và họ di chuyển xuống hồ Grand Jeep Hồ Tràm để họ tận hưởng những cái kỳ nghỉ của mình. Và một cái điều đặc biệt, có những cái tấm bài như thế này, mọi người có thể là vào view tại casino luôn. Đúng rồi. Nói cái casino mới nhớ thì khách hàng nước ngoài ở đây rất là nhiều luôn, và khi mà người ta về đây là chính vì có casino nên người ta về rất là đông anh. Chính xác, gần đây nhất thì tổ hợp Grand Jeep đang có giấy phép để xin người Việt Nam để được vào đánh bài. Sắp tới thì chuẩn bị tiền nữa nha. Chắc chắn rồi anh. View nha, không ăn không về, một mất một còn. Trời, họ làm môi giới bất động sản nữa. Rồi, cảm ơn Quyên Lê rất là nhiều, một trong những cái thông tin khá đầy đủ về Grand Jeep Hồ Tràm. Và từ đây Quyên chị có thể liên lạc theo số hotline của Phước Sửu và Quyên Lê để có nhiều thông tin về cái kỳ nghỉ này nhiều hơn và liên hệ đặt phòng ngay tại đây nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.